Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân đến với chương trình Bản tin Hoa Thành Đốm. Ngày hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 5 tháng 2 năm 2016. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị phần tham luận về vấn đề chính trị ở tại Việt Nam. Phần thứ hai là một cái video nói về vai trò của Bản tin Hoa Thành Đốm đối với đài truyền hình SBTN sau 15 năm. Và cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay là phần tin y học do bác sĩ Trần Văn Sáng thực hiện. Trước hết, chúng tôi xin được kính mời quý vị theo dõi bài tham luận của chúng tôi. Đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của đảng, nhà nước. Kính thưa quý vị, đó là nguyên văn lời phát biểu của Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Sau 30 năm đổi mới kinh tế, Đảng Cộng sản Việt Nam đúng ra phải can đảm đổi mới chính trị để cứu đất nước ra khỏi chậm tiến và lạc hậu. Nhưng đổi mới như thế nào, đổi mới ra làm sao thì chưa ai định hình được ngoại trừ Tổng Bí thư Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Người tiếp tục chống lại quyền làm chủ đất nước của người dân hiền lành Việt Nam. Như quý vị biết, cơ chế của đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam là một tổ chức cầm quyền bằng bạo lực, độc tài toàn trị. Chính sách của một đảng cầm quyền đã thất bại về mọi mặt sau 30 năm đổi mới kinh tế với chủ trương kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, làm theo kinh tế thị trường nhưng lại theo định hướng xã hội chủ nghĩa, rất bảo thủ và chỉ nhằm làm giàu cho các đảng viên Cộng sản hoặc là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, vào ngày 3 tháng 2 năm 2016, trên báo Giáo dục Việt Nam đã cho đăng hết năm 2014, tổng số nợ phải trả của các tập đoàn, tổng công ty, nhà nước đã lên đến khoảng 70 tỷ Mỹ Kim. Vậy mà nghị quyết của Đảng 12 sẽ chú trọng giải quyết vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công. Tình thật mà nói, ai cũng biết doanh nghiệp nhà nước nào cũng có phần ăn chia của các cá nhân, tổ chức đảng và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Những người này đã cấu thành một nhóm lợi ích bao che và chia chác cho nhau nên rất khó giải quyết vấn đề nợ công. Về lĩnh vực chống tham nhũng, quan liêu và lãng phí ở tại Việt Nam thì ai cũng biết đó là thất bại hàng đầu của cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng nói riêng và toàn đảng Cộng sản Việt Nam nói chung sau 3 năm thi hành nghị quyết Trung ương 4 của cái gọi là một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay, được ban hành vào ngày 16 tháng 1 năm 2012. Còn chuyện tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia của ông Trọng chẳng qua cũng chỉ là một cách nói cho có nói, vì đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bất lực từ lâu trước những hoạt động quân sự và bành trướng lãnh thổ của Trung Cộng chung quanh quần đảo Trường Sa. Trong nhiều năm qua, đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam đã ru ngủ dân với chiêu bài đấu tranh bằng biện pháp hòa bình để tránh xung đột võ trang với quân xâm lược Bắc Kinh. Nhưng thực tế, Trung Cộng không coi Việt Nam ra gì và còn tiếp tục khống chế, đàn áp dã man ngư dân Việt Nam tại Biển Đông. Và kính thưa quý vị, ông Trọng sợ dân chủ và sợ mất quyền cai trị độc tài, nên ông đã nói đổi mới chính trị không phải là làm thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất của đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam. Và chính ông Trọng cũng muốn là sẽ tiếp tục kìm kẹp người dân Việt Nam, không cho người dân được hưởng các quyền tự do đã quy định trong hiến pháp. Và đảng Cộng sản Việt Nam cũng sẽ không bao giờ cho người dân có quyền làm chủ đất nước và quyền làm người. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài nhận định về chính trị, đảng Cộng sản Việt Nam sợ đổi mới chính trị. Chúng tôi xin được cảm ơn nhà báo Phạm Trần và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và kính thưa quý vị, tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được gửi đến quý vị một cái video mà nói lên được cái vai trò của Bản tin Hoa Thành Đốm cũng giống như SBTN DC đóng góp trong 15 năm qua đối với là đài SBTN cũng giống như trong vấn đề phục vụ đồng hương tại hải ngoại qua một cái chương trình truyền hình mà chúng tôi nghĩ rằng đó là một chương trình truyền hình 24 tiếng đầu tiên của người Việt của chúng ta mà chúng ta rất là hãnh diện. Và sau đây chúng tôi xin được kính mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, SBTN DC được thành hình nhằm đáp ứng nhu cầu truyền thông về sinh hoạt chính trị, văn hóa, ngoại giao, khoa học, kinh tế tại thủ đô Hoa Kỳ. Bên cạnh một tòa bạch ốc với những buổi ngoại giao chính trị giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã vô tình làm cho vai trò SBTN DC trở nên then chốt
và thủ đô Hoa Thịnh Đốn trở thành tuyến đầu trong công cuộc đấu tranh đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Và kính thưa quý vị, SPTNDC còn có những cơ hội tham gia tổ chức thu hình và làm phóng sự ngày thỉnh nguyện thư năm tháng 3, 2012. Là một ngày lịch sử khó quên của người Việt tị nạn Cộng sản. Một ngày mà yếu tố Việt Khang đã đóng vai trò chính để đưa cả ngàn người về Hoa Thịnh Đốn. SPTN còn là một trong những mũi nhọn về truyền thông qua các đóng góp của nhà báo Phạm Trần, cựu đại sứ Bùi Diễm, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, bình luận gia Đại Dương, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, tiến sĩ Trần Văn Hải, tiến sĩ Tạ Cự Hải, bà Jackie Bông, ông Đỗ Quang Tỏa và nhiều nữa những nhà nghiên cứu về ngoại giao, chính trị giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Đặc biệt là từ buổi ban đầu của SPTNDC đã rất may mắn có được những bản tin phân tích thời sự chính trường Hoa Kỳ với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Và từ đó thì SPTNDC đã có cơ hội tham gia các đại hội đảng Dân Chủ, Cộng Hòa, tranh luận và vận động tranh cử vào Tòa Bạch Ốc và Quốc hội Hoa Kỳ. Sự thành hình của SPTNDC đã trở thành nhu cầu để có bản tin Hoa Thịnh Đốn mà qua đó Đỗ Hồng đã hy sinh thực hiện rất nhiều năm phần tin tức đáng chú ý từ thứ Hai đến thứ Sáu. Bản tin Hoa Thịnh Đốn phong phú là còn nhờ sự đóng góp độc lập của các chương trình cựu sinh viên Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, Tin Y Học với bác sĩ Trần Văn Sáng, Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa với ông Trần Quang Duật, Người Việt Quốc gia với ông Đinh Hùng Cường, Việt Nam Đi Về Đâu với bình luận gia Đại Dương và Vạn Lý, Những Vấn Đề Việt Nam với nhà báo Phạm Trần, Một Lần Một Chuyện với Minh Thúy và Đinh Hùng Cường, Chào Washington với Thanh Trúc, Sống Đời Trên Mạng với tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, Nhịp Sống Quanh Ta với Nam Anh, Bình Luận Việt Nam với Trần Hưởng, Tản Mạng với Bạch Cúc, Người Việt Trên Đường Tị Nạn với Nguyễn Thành Công, AA Success với Kiều Thu và Trọng Đạt, Tiếng Nói Cử Tri với Jackie Bông, Mở Trang Sử Cũ với Bích Hà và Minh Thúy, Phân Tích Thời Sự với Võ Thành Nhân và Nguyễn Văn Khanh, Nhà Khoa với bác sĩ Nha Khoa Trần Xuân Vinh, Phỏng Vấn Đặc Biệt với Thi Nga, Tường Vi, Thùy Dương, Quý Châu, Bích Phượng, Bảo Lộc và Minh Thúy. SPTNDC không chỉ lo chu toàn các chương trình phát hình, mà còn cả sự thành hình và phát triển của các phóng viên tại Sacramento, Arkansas, Atlanta, Tennessee, Kentucky, Kansas, Nam Florida, Massachusetts, South Carolina và North Carolina. SPTN đã tiên phong trong công tác huấn luyện truyền thông từ các thành phố có người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ cho đến Paris, Geneva, Sydney và ngay tại Á Châu. Dùng iPhone hay là mini iPad để làm truyền thông không còn lạ đối với khán giả SPTN. Công tác huấn luyện không chỉ dành cho các chuyên viên có phương tiện hay được trang bị toàn diện, mà còn giúp cho những thành viên của các tổ chức cộng đồng, hội đoàn, chùa, nhà thờ, thánh thất và cho ngay cả những thành viên của các tổ chức xã hội dân sự. Trong vai trò phát triển SPTNDC còn là nơi đào tạo các ký giả tí hon, học sinh trung học, đại học, chuyên gia trẻ trở thành những nhà truyền thông. Các em này, ngoài việc thực tập làm tin, đọc tin, ráp nối, thu hình, các em còn được biết làm thế nào để vào được bên trong Tòa Bạch Ốc, Bộ Ngoại giao, Liên Hiệp Quốc hay các hội nghị thượng đỉnh. Trong khi Hoa Thịnh Đốn là một thủ đô của chính trị và quyền lực, thì ngược lại, bản tin Hoa Thịnh Đốn được xây dựng trên tình người qua sự dấn thân vô vụ lợi của các anh chị em phóng viên, kỹ thuật thu hình và chuyên viên ráp nối. Hôm nay, đánh dấu 15 năm của SPTN cũng là dịp để tri ân các thành viên trong gia đình bản tin Hoa Thịnh Đốn đã góp phần xây dựng một hệ thống truyền hình của người Việt yêu chuộng lý tưởng tự do. Và cũng xin thưa cùng với quý vị, hiện nay, SPTNDC đang chuẩn bị xây một Digital Studio để đáp ứng với kỹ thuật của kỷ nguyên mới và niềm tin của khán giả SPTN. Quý Châu xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Ngày Quốc tế Đồng hành cùng Nhân oan Việt Nam sẽ được tổ chức khắp nơi vào thứ Bảy 27 tháng 2 năm 2016 sắp tới. Cùng một ngày, người Việt và những người bạn ngoại quốc có quan tâm từ mọi nơi trên thế giới sẽ đồng hành và chia sẻ nỗi đau cùng dân oan Việt Nam, tạo thế đồng thuận và hỗ trợ cho tiếng nói chung của dân oan trên khắp đất nước Việt Nam, gây tiếng vang lớn để cho người dân trong nước và cộng đồng thế giới biết đến thảm cảnh dân oan tại Việt Nam. Đồng loạt xuống đường đòi công lý và quyền con người phải được tôn trọng để chấm dứt hiểm họa dân oan càng ngày càng gia tăng ở Việt Nam,
đặc biệt vì Việt Nam đang là một trong 14 thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, mà trách nhiệm hàng đầu là phát huy và bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới. Dân oan Việt Nam là những người dân lương thiện trở thành nạn nhân do những chính sách và những biện pháp quản lý đầy oan sai của chế độ cầm quyền hiện nay. Dân oan hiện diện khắp nơi trên 63 tỉnh thành của đất nước. Trong mọi tầng lớp của xã hội, họ là những người bị trù dập oan vì bất cứ lý do gì mà phía cầm quyền chọn. Những người bị cưỡng cướp oan nhà, cửa và đất đai, những người bị phạt oan, những người bị đánh oan, những người bị kết án và giam tù oan, những người bị chết oan bởi hệ thống luật pháp bất minh và bất công, những người bị đối xử oan sai vì thực hiện những quyền căn bản về tự do ngôn luận và tín ngưỡng. Dân oan có thể là nông dân, công dân, tu sĩ, học sinh, sinh viên, giáo chức, công chức, nghệ sĩ, trí thức và vân vân. Kính thưa quý vị, tham gia Ngày Quốc tế Đồng hành cùng Nhân oan Việt Nam, quý vị sẽ góp phần vào số đông khắp nơi trên thế giới. Đến đây đã có sự hưởng ứng của đồng bào người Việt từ 20 thành phố ở nhiều quốc gia để đánh động sự quan tâm của quốc tế và tạo ra áp lực, khiến nhà cầm quyền Việt Nam phải chấm dứt thảm cảnh nhân oan tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ thông báo mục đích và thời gian tổ chức sự kiện Ngày Quốc tế Đồng hành cùng Nhân oan Việt Nam đến Ủy ban Bảo vệ Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, các tòa đại sứ của các nước tại Việt Nam, các cơ quan quốc tế hoạt động trong lĩnh vực nhân quyền, các trang mạng xã hội và cơ quan truyền thông quốc tế. Hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email dânoan2016@gmail.com, trang Facebook Ngày Quốc tế Đồng hành cùng Dân oan Việt Nam, hoặc tìm tới những thành viên đã tuyên bố tham gia để biết thêm chi tiết về địa điểm và hình thức tổ chức. Cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của quý vị. Tập thể những tham dự viên Ngày Quốc tế Đồng hành cùng Dân oan Việt Nam 27 tháng 2 2016. Xin cảm ơn quý vị. Mừng xuân mới, dạt dào hy vọng mới. Hương xuân tươi lồng lộng cả đất trời, pháo Tết vui rộn rã khắp nơi nơi, xuân hớn hở, lòng người thêm phơi phới. Nguyễn Bá Thành thay mặt hệ thống Teletron xin chân thành cảm tạ sự tin yêu và ủng hộ của quý đồng hương trong suốt nhiều năm qua. Nhờ đó mà Teletron đã có cơ hội phát triển được 10 chi nhánh trên khắp Hoa Kỳ. Trước thềm xuân Bính Thân, xin kính chúc quý vị cùng bữa quyến một năm mới dồi dào sức khỏe, phúc lộc vạn toàn, an bình, thịnh đạt. Chúc mừng năm mới! Trung tâm WeCare chăm sóc sức khỏe tại gia của người Việt phục vụ người Việt. Yes, WeCare chăm sóc sức khỏe tại gia cho quý vị cao niên có Medicare, Medicaid, chăm sóc người bị bệnh đi lại khó khăn hay khuyết tật. Nhân viên của WeCare phục vụ chăm chỉ, tận tâm và chu đáo. Trung tâm WeCare cung cấp dịch vụ tại vùng Hoa Thịnh Đốn và phụ cận. Nếu quý vị cao niên đang nằm trong bệnh viện và muốn được nhân viên chăm sóc tại tư gia sau khi xuất viện, xin liên lạc WeCare trước khi xuất viện để được hướng dẫn thủ tục. Mọi chi tiết xin liên lạc với Quỳnh Châu số 703-879-3750. Bốn nhóm lửa Việt cùng chuỗi hạt hy vọng nhân dịp mùa xuân Bính Thân chung một bàn tay, xin chân thành tha thiết kêu gọi quý ân nhân vì tình thương và lòng nhân ái qua đòn bánh chưng, bánh tét, bao lì xì, trao ân tình đến gia đình những bệnh nhân phong tại Việt Nam bằng cách ủng hộ chương trình chuỗi hạt hy vọng Bishop Hope Calendar 2016 Hành trình tình thương và lòng nhân ái. Mọi chi tiết xin liên lạc 626-315-2955-813-732-6446 hoặc qua email bnlửaviet@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn.